Đinh Quang Thái kính chào khán giả của người Việt TV Online. Sau đây là một điểm tin sáng thứ năm ngày mùng 5 tháng 7 năm 2018. tám. Chưa là một tin buồn liên quan đến giới sinh hoạt sân khấu và đối với những người yêu nhạc của Việt Nam. Đó là tin nghệ sĩ Tâm Vấn hiền thê của bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã từ trần vào lúc 9 giờ tối ngày thứ ba mùng 3 tháng 7 tại Sài Gòn và hưởng thọ 85 tuổi. Uh, nghệ sĩ tâm vấn tên thật là Dương Thị Vân sinh ngày 16 tháng 7 năm 1934 tại Hà Nội và bà qua đời vì bệnh tuổi già. Uh, tên tuổi của nghệ sĩ tâm vấn uh, được mọi người biết đến rất nhiều uh, qua giọng hát của bà phát thanh trên đài phát thanh Hà Nội, đài phát thanh Pháp Á, đài vô tuyến truyền hình Việt Nam và bà nổi tiếng với những ca khúc là Thu vàng, Mơ hoa ngày về và Gái xuân quý gắn giả bà tâm vấn là hiện thê của bác sĩ nguyễn đàn quế và ông là một trong những người lãnh đạo của mặt trận dân tộc tiến bộ và là cao trào nhân bản việt nam ông đã bị nhà cầm quyền cộng sản việt nam giam giữ trên 20 năm và giờ phút này ông vẫn bị quản thúc tại gia vì những um, hoạt động của ông đấu tranh cho tự do dân chủ tại việt nam bác sĩ nguyễn đàn quế hiện nay đang sống tại sài gòn Câu lạc bộ uh, báo chí uh, quốc tế tại Bangkok đã buộc phải hủy bỏ lần chiếu lại cuốn phim Mẹ nấm với tựa đề là When Mother's Away, chúng tôi tạm dịch là Ngày Mẹ đi vắng. Uh, thưa quý vị, cuốn phim này đã được câu lạc bộ uh, báo chí quốc tế trình chiếu tại Bangkok tuần lễ vừa qua, nhưng mà vì số người đến tham dự có một số người đã bị kẹt xe không thể đến được, cho nên họ quyết định chiếu lại nhưng mà giờ phút cuối cùng thì cảnh sát tại Bangkok đã đến và đưa ra một cái văn thư yêu cầu rằng câu lạc bộ không thể chiếu cuốn phim này nữa. À, cảnh sát Bangkok chỉ nói rằng theo các thỏa thuận giữa Hà Nội và Bangkok thì hai bên sẽ không chiếu và đưa ra bất kỳ một hành động nào có tính cách làm hại đến mối quan hệ của đôi bên. À, một người trong câu lạc bộ báo chí Bangkok nói với đài BBC London rằng họ đã bị áp lực rất nhiều từ xưa đến nay và họ không biết rằng cái việc làm này của cảnh sát bộ ngoại giao của Thái Lan có biết hay không. À, trong khi đó thì thưa quý vị. À, đạo diễn của cuốn phim là ông Clay Phạm hiện nay đang sống tại Việt Nam. Ông nói rằng ông thực hiện cái bộ phim tài liệu này nói về bà mẹ nấm, một tù nhân lương tâm nổi tiếng của Việt Nam. Chỉ nhằm mục đích cho thấy rằng hoàn cảnh sống của bà mẹ nấm ra sao khi bà mẹ của bà mẹ nấm và hai đứa con đã phải sống côi cút ngay tại Khánh Hòa. Và bà mẹ cứ mỗi một lần đi thăm nuôi phải đi hàng ngàn cây số ra tận Thanh Hóa để thăm con gái, bị giam giữ trong tình trạng hết sức là khắc nghiệt và mẹ nấm không biết là tính mạng của mình bị đe dọa liệu có sống sót được hay không bởi vì um, cán bộ trại giam đã sử dụng những cái tay um, uh, nữ phạm nhân cô đồ để mà đe dọa sinh mạng của mẹ nấm trong khi đó thì luật sư trình hồi tức là tổ chức voice người đứng ra tổ chức buổi trình diễn này trình chiếu này tại Bangkok thì nói với đài BBC London rằng đây là một lần nữa chứng tỏ là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam rất sợ sự thật khi mà có những phim ảnh và tài liệu nói lên cái hoàn cảnh hiện nay của những người đấu tranh dân chủ tại quê nhà chúng ta. Chúng ta đều biết rằng bà mẹ nấm tên thật là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, bà đã bị bắt nhiều lần vào năm 2017. Thì bà bị xử 10 năm tù với cái tội danh mà Hà Nội quy kết cho bà rằng chống phá nhà nước. Mẹ nấm đã từng xuống đường biểu tình cùng với đồng bào mình để chống lại cái việc Phọc Misa làm hủy hoại môi trường sống của đồng bào miền Trung bà cũng biểu tình đòi chủ quyền của quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và bà đã nhận được rất nhiều giải thưởng quốc tế. Vào lúc sáng nhật, ngày hôm qua, ngay tại một cái thị trấn có tên là Bavaria ở bên bỉ, thì cảnh sát bỉ đã bắt ra được một nhân viên ngoại giao của Iran. Người này đã tìm cách liên lạc với một cặp vợ chồng hiện nay đang sinh sống tại Đức để mà tiến hành một cái âm mưu tấn công khủng bố nhắm vào một cái đại hội của lực lượng quốc gia kháng chiến Iran tổ chức tại một cái địa điểm ngoài Âu Paris vào ngày chủ nhật mới đây. Thưa quý vị, ngoài ra thì cảnh sát Pháp cũng đã bắt giữ được một nghi can thứ tư với tất cả bằng chứng rằng những người này đã mang theo một số lượng chất nổ và trong cái túi sách của cặp vợ chồng bị bắt tại bỉ thì hai cặp vợ chồng này có mang theo cả một cái vật dụng kích hòa để có thể kích hỏa một quả bom mà người ta ngờ rằng nhằm một cái lực lượng kháng chiến toàn quốc của Iran họp tại Paris trong cuộc họp vừa qua thì người ta thấy trên hàng ghế danh dự có một số viên chức rất cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ trong đó có cựu thị trưởng New York là ông Judy Giuliani hiện nay là luật sư riêng của tổng thống Donald Trump ông Neil Gingrich là cựu chủ tịch hạ viện của Hoa Kỳ một trong những lãnh đạo của đảng Cộng hòa là ông Louis Fritch, cựu giám đốc FBI và cựu tướng George Casey là cựu tổng thống mưu trưởng quân lực Mỹ Thưa quý vị, tổ chức lực lượng quốc gia kháng chiến um, Iran có mục tiêu là lật đổ cái chế độ hiện nay đang cầm quyền tại Iran. Cái vụ bắt giữ và cái âm mưu đánh bom này xảy ra trong bối cảnh mà tổng thống của Iran là ông Hassan Rouhani có mặt tại nước Pháp và Âu Châu để vận động về cái chuyện mà các quốc gia Âu Châu đừng rời bỏ cái thỏa thuận mà bảy cường quốc đã ký với Iran về vấn đề nguyên tử. Ngày hôm qua là toàn dân Hoa Kỳ đã mừng lễ độc lập tức là Fourth of July. Nhưng mà riêng tại Liberty Island tức là cái nơi mà nổi tiếng của New York có một tượng nữ thần tự do thì vào khoảng 3 giờ chiều có một cái phụ nữ đã leo lên trên cái tháp cái cái bề mà đặt cái tượng nữ thần tự do rất là cao và người phụ nữ này cầm một cái t-shirt ở trên đó có một cái hàng chữ là hãy đứng dậy để mà chống đối ngoài ra còn mặt sau của cái áo t-shirt đó tức là cái áo thun đó có dòng chữ là chính sách của tổng thống Trump làm xã hội trở nên bệnh hoạn. cái vụ này đã khiến cho cảnh sát tại khu vực Liberty Islands buộc lòng phải huy động rất nhiều những cái tàu biển để mà di tản toàn bộ du khách đang có mặt vào khoảng 4.000 người ra khỏi cái hòn đảo này. Bởi vì người ta chưa biết cái vụ biểu tình cái xin lỗi quý vị, cái vụ mà leo lên cái bề của cái tường nữ thần tự do này liệu có là một cái um, hành động gây tác hại đến an ninh của những người du khách đến thăm cái hòn đảo hay không. Thưa quý vị, trước đó thì nó có một cuộc biểu tình của một số người, họ trưng cái biểu ngữ là họ đòi hủy bỏ cái cơ quan cảnh sát di trú. Đây là những người mà phản đối lại chính sách di trú của Tổng thống Donald Trump. Hôm thứ Sáu vừa qua là ngày cuối cùng mà cái hệ thống bán um, đồ chơi trẻ em nổi tiếng nhất của nước Mỹ và nổi tiếng trên thế giới đó là Us đã đóng cửa toàn bộ những cửa hàng cuối cùng của mình. Riêng một cái cửa hàng tại tiểu bang North Carolina thì nhân viên của tiểu hàng cửa hàng đó buộc lòng phải đóng cửa và dùng toàn bộ nhân viên để đóng gói những cái đồ chơi của trẻ em. Bởi vì có một số người ẩn danh không cho biết tên tuổi đã bỏ ra một số tiền một triệu mỹ kim để mua toàn bộ cái số đồ chơi trong cái cửa hàng đó. Ngoài ra cửa hàng đã không đủ đồ chơi để bán đã phải gọi qua những cửa hàng khác chờ xe đến để họ đóng gói đưa cho những người vô danh này, những người ẩn danh này. Người ta không biết là những người ẩn danh này gửi đi những đâu, nhưng mà chỉ biết là muốn gửi tặng những trẻ em nào đó ở trên nước Mỹ này. Thưa quý vì nhân viên của cửa hàng rất là làm tiếc là có một số khách hàng đã đến đứng chờ từ sáng sớm để hy vọng rằng mua được những món đồ chơi với giá rất rẻ bởi vì cửa hàng đóng cửa. Nhưng mà vì đã có người đặt trước với một giá một triệu Mỹ Kim cho nên những người khách hàng đứng chờ sắp hàng mua đồ chơi đó đã không mua được hàng. Nhưng mà họ nói với đài truyền hình rằng họ rất lấy làm vui bởi vì những đồ chơi đó đã được một số người ẩn danh bỏ tiền ra mua để tặng những trẻ em khác. Thưa quý vị, ngày thứ sáu 29 tây tháng 6 là ngày cuối cùng của những trẻ em mà thích đồ chơi mà muốn mua đồ chơi tại Toys R Us. Và cuối cùng là liên quan đến uh, trận uh, đá bóng của đội Nhật Bản trong cái giải World Cup tức là giải bóng tròn thế giới đang diễn ra tại nước Nga. Uh, đội banh của Nhật Bản đã cuốn gói để trở về nước sau khi mà thua bỉ với tỷ số là 3-2. Một cái điểm rất đáng khen cái đội banh của nước Đức và những cổ động viên của Nhật Bản, xin lỗi của Nhật chứ không phải của Đức là trước khi mà ra về họ đã kêu gọi toàn bộ những cổ động viên của Nhật Bản dọn sạch sẽ rác chung quanh cái khu vực của vận động trường mà họ ngồi. Ngoài ra cái phòng thay quần áo của đội banh nước Nhật cũng sạch như ly như lau. Đây là một cái tinh thần rất đáng kính phục của dân tộc Nhật. Nhưng mà bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA Ban Việt Ngữ cho biết rằng cái con bạch tuộc tên là Rabio mà nước Nhật dùng để mà tiên đoán đội nào thắng đó thì số phận của nó rất là hầm hưu nó tiên đoán được cái điều đầu tiên là đội Nhật uh, thắng đội Colombia, nó tiên đoán được đội Nhật uh, hòa với đội Senegal, nó tiên đoán được đội Nhật thua trước Ba Lan, nhưng mà ngay sau khi mà đội Nhật thua trước Ba Lan thì cái con bạch tuộc Rabio đã bị đem đi làm thịt và trở thành một cái đĩa sashimi nổi tiếng là bởi vì người ta bán con bạch tuộc đó đi. Uh, nước Nhật, uh, đội banh của Nhật đã thua nước Bỉ Nhưng mà nhân cơ hội này thì đài VOA có lục lại cái lịch sử của những con vật mà đoán giải bóng tròn trên thế giới Thì thưa quý vị, nước Đức đã từng có một cái con bạch tuộc có tên là Pol đoán trúng 6 lần cái giải thắng của nước Đức uh, Cho nên cái con Pol đó không bị làm thịt mà đã được uh, chăm sóc cho tới khi mà mãn phần ở tuổi già đây là một cái chuyện ngoài lề của giải bóng tròn thế giới đang tiếp tục diễn ra tại nước nga chào tạm biệt quý khán giả và hẹn gặp lại trong một điểm tin sáng ngày mai